Đấy, cái củ này đây nó dài đến nửa mét lần, củ nó to lắm. Đây, anh cho quý cô chú anh chị và các bạn xem này. Củ mì này. Đấy, củ mì của nó vậy đó. Nhưng mà cũng có chỗ thì đang còn nhỏ quá. Nên mình thử nhổ một hết cái chỗ củ mì to xem sao nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó. Đấy, vườn mì của mình đấy thì chắc là trước bên trong gần 100 hạt, nhưng giờ gì đấy chỉ còn khoảng diện tích đất chỉ còn khoảng 40 hạt thôi. Đó cái lánh thung thung hạt nè, đó đó thôi. Đó tới ngó thôi, nhìn đó. Đó một cái nát này thôi. Cái nát bình bình. Chỗ này đất nó tốt, đây củ nó lớn. Nắng này, đọt tơ lôm, cái xua đọt tơ lôm. Đây, cái rẫy đây, cái khúc này là củ đất đẹp và củ lớn. Cùng bụi lớn, bụi nhỏ nhưng mà đa số là lớn nhiều. Miên tút, miên thum hả? Đó, thum ta ngó đây. Nếu tục, nếu mà tục thêm phí khẽ tiết đó, đang thum bên áp này. Này này, đom này này. Ông việc mong hộp bài hộp ấy. Đang mong ăn mong bầm buôn để hộp bài. Chơ thơ. Chơ thơ. Cái thơ ngay với cái chơ thơ. Ở đây dương thơ máu như mùi dương. Nó đi tầng thòng. Ở đây miên à? Thòng tầng thòng. Một trong là trong mỏ. Ừ. Rõm gọt miên. Ồ phê chứ. Gọt miên. Miên. Cái này cái lành chi chơi, cái lành ăn thích muốn này. Đây chi chưa đi lo chơi. Ở miền tiết bạch crom đúng không? Bà. Đây, cái này bụi này củ dài và lớn nha các bạn. Mình thum hả? Mình thum mình tốt. Có bụi lớn, bụi nhỏ các bạn ạ. Bụi gì có bụi thì lớn quá lớn. Nó cũng tùy theo. Đó, nhưng bụi này thì cũng không bao nhiêu này. Bây giờ là công nhân đang gom mì để chở ra trong cân bán này các bạn. Đó. Nó đã mặc chế phân nâng sân. Mùi phân nâng sân. Mùi phân nâng sân thì chết tới dân thả lăng mùi dân cun phân màn bán dân đăng. À phân nâng sân đó. Đó lớn. Đúng rồi. Pinh mùi thôi. Bỏ lên xe cải tiến này các bạn. Đây, xe này bình thường chở được cỡ gần 2 tấn các bạn, 2 tấn mì á. Đấy.
sẽ cải tiến. Gió cái đá đã cái rối này đi ơi, đá này tích tiết là ớt miên cái đá bật tê. Hơi lược cái đá này mày cắt, vía thân nún bắt. Tiết ớt pinh, ớt pinh riêng rộp nên cái chế, ớt pinh đó. Được. Đại pinh nó đại pinh sân đại pinh dân rọc cái chế bán tơ lốt bán cái chế cho nắm thôi còn nắm tham ấy bỏ bao dương à bán tơ lốt nó ta tơ lốt kháng nó miên à miên nó nó bỏ dương rọc thôi tính đến chỗ trăm cân thì mình sẽ cập nhật cái chỗ cân mi nhé các bạn. Các bạn xem. Mi này thì con nhỏ cũng chưa đạt kỹ đâu. Nhưng mà nhổ thử xem thế nào. Vô tao lốt à? Bà, tao lốt chuột vào đây đi mà. Bà, chuột vào đây. Hay đừng bán tao lốt, tao lốt. Prực. Mơ sân mê. Prực nếu mà mơ sân. Prực đã hủy chơi mơ sân. Mơ chơi mơ sân. Mơ chơi mơ sân. Nè. Bây giờ là chiều rồi nha các bạn. Bây giờ một xe này gần đây đây này. Đó. Gần đây một xe đây đang anh tài xế đang xếp lại. Để cho nó khỏi rơi các bạn. Nắng là để lại ít mái bọc chứ giờ đầy quá rồi các bạn ạ, không thể nào mà xếp được rồi, xếp sơ đi dọc đường nó rơi. Chắc đến trong cân phải tầm giờ 6 giờ tối các bạn, giờ là 5 giờ 10 này, 5 giờ 15 này. Đó, mặt trời xuống gần xuống rồi, và công nhân vẫn đang làm.